sao em phải làm cái hành động này luôn á mọi người. Xe nào không vậy luôn á. Em bị tăng động quá. Xe nào không đập vậy. Xe nào nó cũng vậy trơn nè. Đó, kinh khí cầu mà nó diễn tả vậy. Không sao nhỏ đoán được. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Về chơi rồi, Christy thôi. Bánh quy sữa Marigold được làm từ sữa New Zealand cao cấp. Hai chữ, hai bánh, nón bảo hiểm, xe máy. Đúng rồi. Ba chữ, có bàn đạp. Dính chữ đạp, sai. Hai chữ, 300 ngàn. 300 ngàn. 300 ngàn. À, có 300 ngàn nữa hả? Giá Nha Trang hay Vũng Tàu mà 300? Có động cơ. Cano. Đúng rồi. Hai chữ, bự, chở hàng, bốn bánh. Xe tải. Yes. Hai chữ, có ba bánh, người đằng sau phải đạp. Xe khuyến công. Đạp đi, đạp đi, đạp đi, đạp đi, ngồi nè. Xích lô. Đúng rồi, xích lô. Trời ơi, đồng đội dễ thương. Hai chữ, có chạy trên đường ray. Xe lửa. Đúng rồi đó con, nhưng mà tên khác của nó là tên gì? Tàu hỏa. Đúng rồi. Ba chữ, màu vàng. Xây nhà, bốn bánh, có cái móc cao lên, bỏ qua. Ba chữ, bệnh viện, bốn bánh, cứu người. Dính chữ cứu, Phạm Quy. Hai chữ, có cánh, bay. Trời ơi, mấy bay gì mà chạch có sân đáp riêng. Bỏ qua. Hai chữ, có trạm, bốn bánh, rất lớn, nhiều cửa sổ. Xe buýt. Đúng rồi. Hai chữ, có súng. Xe tăng. Yes. Hai chữ, trên thuyền. Phạm Huy. Ba chữ, bay lên, có lửa, người ta ngồi vô đó, bay lên đủ thứ màu, giống như bong bóng. Hết giờ. Ủa mà em không hiểu tại sao em phải làm cái hành động này luôn á mọi người. Xe nào không vậy luôn á. Em bị tăng động quá. Xe nào không đạp vậy. Xe nào nó cũng vậy trơn nè. Đó, kinh khí cầu mà nó diễn tả vậy. Không sao nhỏ đoán được. Bây giờ nãy chú với Si là không làm được cái này, giờ chú làm tụi con đoán được không nha. Bự, xây dựng, xây nhà. Móc đất, ba chữ. Tên còn cầu. Đơn giản không? Hình quả bóng, đốt lửa chính giữa, chở người bay lên. Cánh với trầu. Đúng rồi. Mình diễn tả chậm chậm thôi, có gì mà kinh khí cầu mà vậy là nó kinh khí cầu. Không biết cách nào mà đứa nhỏ nó hiểu kinh khí cầu. Tức ghê. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí mùa 3 lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh V Giải Trí. Beyond luôn ở bên bạn mọi nơi, có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân, TV thông minh, giải trí mọi lúc mọi nơi. Beyond không thể rời mắt.